Đây là một khu công nhân, khu nhà trọ ngay khu công nghiệp Bầu Xéo của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Khu này 90% là các dãy nhà trọ phục vụ cho nhu cầu nhà ở của công nhân khu công nghiệp Bầu Xéo. Khu công nghiệp Bầu Xéo ngay đây thôi anh chị, ngay sát với cái tên nhà máy đó là khu công nghiệp Bầu Xéo. Đây là cái đường đi vào khu công nhân này. Chào anh chị đến với kênh Đỗ Trung chuyên bất động sản Đồng Nai. Ngày hôm nay Trung sẽ review giới thiệu một dãy nhà trọ chủ đang giao bán tại đây luôn, trung tâm của khu công nghiệp Bầu Xéo này. Dãy nhà trọ mình ngay đây nha anh chị, bên tay phải Trung đây. Khu này là thuộc xã Sông Chầu của huyện Trảng Bom, liền kề với khu công nghiệp Bầu Xéo nha anh chị. Kích thước của dãy nhà trọ đây anh chị, dãy nhà trọ này có kích thước là ngang 10,1m nha. Đây, ngang 10,1m và sâu vào 32,3m. Tổng diện tích sử dụng là 320m2, trong đó có 100m thổ cư nha. Nhưng mà chủ đây đã xây full hết phòng rồi, xây được 2 dãy, tổng 2 dãy này là 16 phòng trọ. Chúng sẽ đi vào chi tiết này, tức là 2 dãy này chừa 10m, tổng cái này là 10m thì chủ xây khoảng độ chừng mỗi bên là 4m nhá, chừa cái lối đi vào khoảng 2m. Cái lối này rộng 2m để xe máy, 2 chiếc xe máy tránh nhau thoải mái nhá. Mỗi phòng trọ ở đây đều có gác và phòng rất là cao ráo. Đây anh chị thấy này, họ làm một cái mái vòm ở trên để thoáng gió và cũng để là cái sân phơi đồ cho anh em công nhân thuê nhà ở đây. Phòng rất là cao nhá, phòng có gác, tất cả các loa phòng đều có gác và láng ngay cái lối đi này cũng được chừa được 2m nhá. Tại vì phòng này cho thuê kín hết rồi. Chúng đi thẳng xuống sau cho anh chị mình sơn nhá. Giờ này là giờ công nhân họ, người thì đi làm, người thì hết ca, họ làm ca đêm thì giờ về họ nghỉ ấy. Nên là phòng nào cũng đóng cửa. Chúng sẽ có một vài phòng là có trẻ con ở nhà thì người ta mới mở cửa thôi. Nhưng mà họ đang ở đấy nên là Trung không có tiện quay vô phòng nhé. Phòng nào cũng đều có gác hết. Có một cái bồn nước tổng phía dưới, có gắn camera an ninh này. Mỗi phòng ở đây là chủ đang cho thuê. Đây có cái phòng này là chưa cho thuê này. Phòng này là còn trống này. Còn trống một phòng này họ mới dọn đi này. Chúng sẽ vô mở cho chị mình xem. Biết điện ở đâu. Đây. Đây. Phòng cơ bản là như này đây. Có phòng này rộng khoảng độ 12m2 nha anh chị. Có nhà vệ sinh riêng này, có gác ở trên này. Và đóng trần la phông rất là cao, phòng rất là rộng rãi thoáng mát. Ở phòng trọ họ sợ nhất là thấp ấy, cái mái thấp thì rất là nóng, nhưng phòng này mái rất là cao nhá. Cao hơn nhà mình ở rất là nhiều, có gác ở trên, mình ngủ ở trên và cái không gian phía dưới này sẽ để sinh hoạt và để xe và nấu nướng bếp bên này. Mỗi phòng trọ này chủ đang cho thuê là 1 triệu một tháng nha anh chị. Hết một dãy này thì đều đã có người ở kín rồi, chỉ có cái phòng, còn một phòng này thôi là chờ người ta mới chuyển đi, đang chờ người chuyển tới nha. Đấy. Mỗi hai bên này thì đều có cái đường này, đường rộng 2m luôn để cho hai xe tránh nhau và được ví dụ hai chiếc xe đậu hai bên thì xe máy vẫn đi lọt nữa. Và đều đã gắn đồng hồ nước riêng rồi. Đây, mỗi cái ổ này là đồng hồ nước riêng nha anh chị. Đó. Khu công nhân đây là nó rất là bình dân. Phòng trọ ở đây thì ưu điểm là gần ngay khu công nghiệp nên là lúc nào cũng hầu như là kín phòng hết nhá. 16 phòng thì hầu như kín hết. Có một cái phòng vừa nãy là họ chuyển đi thôi. Chủ đang chào bán cái dãy nhà trọ này là 4 tỷ 3 nha anh chị. Sổ hồng riêng, có 100m thổ cư. Đường trước này là đường rộng 5m, xe hơi nhìn chung là ra vào thoải mái nhá. Ở giữa đường thì sẽ có cống thoát nước, không có sợ, đây là cống thoát nước, không có sợ ngập. Ngay kế bên là trường mầm non Độc Lập Ngôi Sao này. Đây, ngay đây là có cái biển trường mầm non. Và cái dãy phòng trọ của mình cũng kế ngay trường mầm non luôn. Đường xá rất là rộng, đây là ra chợ này, chợ Salim đó anh chị. Ngay khu này thì buôn bán tấp nập, đông đúc lắm, ngay trung tâm công nghiệp Bầu Xéo mà anh chị. Dãy nhà trọ mình kế bên trường mầm non bên đây nhá. Đây, đây là cái trường mầm non này.
để giữ con cho công nhân ấy. Dù bây giờ đang là nghỉ hè nhưng mà mầm non thì không có được nghỉ do bố mẹ vẫn phải đi làm, nên là vẫn trường mầm non vẫn hoạt động bình thường. Đây, tới nhà trọ mình đây, ngay kế trường mầm non này nhá. Đường này thì đi xuống kia là hết rồi, xuống tới cái bức tường chỗ anh shipper đó là hết đường. Đường rộng 5m. Nhược điểm của cái sổ này duy nhất ấy là cái đường này có từ lâu rồi, xây kín hai bên nhưng mà đường này lại chưa có hiển thị trên sổ. Nhưng mà bao tranh chấp, đường này thì không có ai tranh chấp nữa rồi. Đường thì bê tông rồi, là nhà người ta rất là đông xung quanh rồi nha. Tôi nhắc lại thông tin là 320m, 100m thổ cư, 16 phòng trọ đang cho thuê 1 triệu một phòng. Chủ chào bán 4 tỷ 3, giá này thì có thương lượng chút xíu. Bây giờ sẽ mời chị mình xem một vài hình ảnh trên live cam để biết tổng quan vị trí của căn nhà trọ này nha. Bầu Xéo là khu công nghiệp lâu đời, rất là lâu năm rồi, của huyện Trảng Bom nói riêng và Đồng Nai nói chung nhá. Khu này thì đợt vừa dịch vừa qua thì cũng có một vài công ty giảm công nhân, nhưng mà năm 2023 và đầu 2024 là bắt đầu hoạt động ổn định trở lại. Công ty tuyển dụng công nhân rất là nhiều, nên là khu nhà trọ này thì luôn luôn trong tình trạng đông kín nhá. Đây, phía ngoài này là khu công nghiệp Bầu Xéo đây. Khu công nghiệp Bầu Xéo với cái khu chợ Salim của sông Chầu này chỉ cách nhau một cái đường đó, đường vành đai khu công nghiệp đó nha. Khu này thì phải tới toàn là nhà trọ. Trên màn hình anh chị xem, khu này là chắc phải mà cả ngàn dãy nhà trọ. Khu này là tập trung công nhân đông nhất của khu công nghiệp Bầu Xéo này nha anh chị. Và đây cũng là cái chợ công nhân luôn, chợ họp chủ yếu là vào buổi sáng sớm và buổi tối nha, khi mà công nhân tan ca và buổi sáng đi làm. Hiện trạng thì cái sổ đất, sổ hóa giấy phòng trọ này chủ đang vay ngân hàng nha anh chị. Nếu mà anh chị nào mua thì chủ sẽ tìm cách để xoay lấy sổ ra để mình công chứng. Mua kinh doanh nhà trọ thì sẽ có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Trong khi đó tài sản mình thì vẫn còn đó và được tăng giá theo thời gian, thu nhập ổn định. Từ vị trí khu nhà trọ, khu người Bầu Xéo này đi lên tới trung tâm thành phố Biên Hòa tầm khoảng độ 19 cây số thôi. Còn nếu mà mình đi lên tới công viên văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng độ 30 cây anh chị nhé. Cũng rất là gần, anh chị nào mà ở thành phố có thể mua dãy phòng trọ này để mình kinh doanh cũng rất là hợp lý anh chị mình. Anh chị nào quan tâm thì cứ nhắn qua rồi chúng sẽ gửi thông tin sổ sách rồi pháp lý cho mình xem nhé. Chắc chắn là pháp lý an toàn tuyệt đối. Kênh của chúng luôn luôn với tiêu chí là làm việc người thật việc thật, cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết và chủ gửi sao thì chúng cũng sẽ báo cái giá như vậy. Anh chị nào muốn thương lượng hay là thỏa thuận gì thì chúng sẽ mời anh chị mình gặp trực tiếp chủ luôn nha. Tới đây thì cũng xin được kết thúc video. Anh chị hãy ủng hộ cho chung một like, một đăng ký để chung có động lực đi quay review nhiều sản phẩm mới lên kênh nữa nha. Một lần nữa cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Chúc anh chị gặp nhiều may mắn và vui vẻ trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.